Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em tiếp tục về thêm được một cặp VEE audio nữa để giới thiệu thêm cho các bác. Hôm trước là về nhưng mà quay bên kia trông tối mù quá ha. Thì hôm nay là cuối cùng lại phải bê về bên nhà để quay review với ánh sáng là ban ngày cho nó sắc nét chi tiết để các bác tham khảo nhá. Đấy. Cặp này hiện tại em đang bán với mức giá là 5.8 triệu một cặp. Bao ship cho các bác và cam kết cho các bác là nguyên zin. Đấy. Hàng của em là nói chung là mấy cái hàng nào mà nó chất lượng thì em sẽ giới thiệu và nói chi tiết luôn. Và cái dòng này thì sử dụng cái cổ loa đến từ thương hiệu là Kenetion, nhiều các bác gọi là Celtician đấy, hay là nhiều anh em nữa lại gọi là Senation đúng không ạ. Bát 2 năm, một bát một tép kèn. Đấy, bát thì từ thường, còn tép thì từ neo. Cái logo này của nó rất là giống cái logo của Martin Audio này. Về là nhiều anh em mà bán hàng bãi mà muốn kiểu là có hàng xịn xong là gắn logo thêm vào cho hoành tráng ấy, thì họ cậy cái tem EVV kìa, VIE kìa, bóc cái tem ra, dán cái tem Martin Audio vào. Ui sồi ôi, xong bắt đầu là cái giá trên trời hoặc là hô bằng cái giá như bên em bán. Xong là quảng cáo là bãi anh xịn, thật ra không phải đâu. Con này là củ bát, củ tép nhập của anh. Đấy, phân tần xịn luôn, không biết nó phân tần có phải nhập không nhưng mà linh kiện của nó rất là chất lượng rồi. Đây thì em về được là về trước là 2 đôi nhá, tổng cộng là có 5 đôi nhưng về trước được 2 đôi. Đấy, hôm qua bên kho vừa báo lại là có 5 đôi. Lấy bao nhiêu thì lấy, thì em về trước được 2 đôi thôi. Giờ là tầm này cũng đang đòi kèm kinh tế lắm rồi các bác ạ. Gầm hơi bị nhiều hàng chất lượng nên là hơi đòi kèm tí. Đấy, da cắm của nó rất là xịn nha, rút ra nó hơi bị khó luôn. Đấy, thì em sẽ quay cho các bác xem số Citino nhá. Đấy, con là 6903 này. Con này là 6927 này. Đấy, con này 6928 này, niền luôn này. Con này là niền luôn này. Đấy. Con này là 6916 này. Đấy. Được chưa? Đấy, thế là được 2 quả series liền kề nhá. Được ngay 2 quả series liền kề. Sắp tới thì về không biết là được thêm nữa không. Thì con này là nó bị mất một tí gỗ đây. Đấy. Hàng bãi về nên là không tránh được. Đây nha, cái đôi trên này em đã vệ sinh qua rồi, còn đôi dưới là vừa về trong buổi sáng ngày hôm nay là vẫn chưa vệ sinh, thì lát nữa em sẽ tháo ra vệ sinh cho các bác là thùng tương đối là đẹp. Đấy, thùng này thì rất là đẹp nhá. Nên là về không phải sơn lại mấy đâu. Chỉ có tí gỗ này nó bị vỡ này, mất gỗ này thì em sẽ chấm qua sơn và cho nó sơn lại cho đẹp đẹp đều đều tí. Còn như các bụi bẩn này thì em sẽ làm xử lý sạch, không phải sơn lại đâu. Thùng rất là đẹp nha. Thùng trong cái tình trạng là về nó tương đối đẹp, có sơn lại tí tí thì em này. Còn các chỗ khác thì không phải sơn, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này model là Bachmin AF10. Đấy. Thùng bên cạnh nó còn luôn cả ốc xịn của nó này. Đó. Đây nhá. Các bác xem như cái trước này nó có dính tí sơn ngoài vào. Đấy. Sơn chắc kiểu là sơn công trình người ta tháo ra hay làm gì đấy, hay là bột vả gì đấy. Cậy nó khá là dễ. Đấy. Cái này thì em sẽ vệ sinh cho các bác nó tương đối sạch đẹp nhá. Đây. Nhà đầy đủ đồ nên là không sợ đâu. Đấy. Bây giờ không linh tinh lên thuyền nữa. Thì em sẽ đặt ngửa 4 chiếc này ra, tháo ra cho các bác cùng xem nhá. Đấy, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. 5.8 triệu một đôi bao ship và tặng cho các bác một đôi dây loa dài 3 mét, một đầu rắc như trích, còn một đầu kia là các bác thích rắc gì thì em sẽ đấu luôn cho các bác. Em buôn loa tặng cả dây nữa. Ngày trước không có đâu, nhưng mà bây giờ chơi trội trội tí. Nhiều anh em hỏi thì ông bán loa xịn không cho người ta dây thì như nào, thế là em cũng hơi lan tăn, thích thì cho luôn, bớt đi hơn 100.000 tí được không ạ. Đấy, và em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem nhá, xem là em có quảng cáo đúng không nhá. Đây các bác đang xem đấy nhá, Celtician. Em sẽ quay từ trái sang phải cho các bác cùng xem nhá. Đây là phần cổ nó bát là BN10-200X, bản nâng cấp của BN10-100. Đó, bản nâng cấp nhá. Đấy. Bát 2 năm. Đấy, 4 cái bát được chưa? Tép Celtician. Cái này model của nó là gì em quên rồi. Đấy, nhưng mà con này tiếng tép lên của nó thì rất là hay. Đó. Củ neo, tép củ neo. Em sẽ cố gắng là quay phân tần cho các bác luôn chứ tầm này tháo ra hơi nhọc tí, bởi vì bát này của nó là nó hàn dây này, dây nó cắm cái rắc này vào xong nó hàn chấm luôn đây cho chắc chắn,
nó sợ nó tháo ra nòng nẻo hay sao ấy. Mấy cái ông này cẩn thận kinh cả người đi được. Cái cần thì không cẩn thận, cái không cần thì cẩn thận cực kỳ luôn. Đây tép của nó cũng thế, tép của nó cắm rác vào xong hàn chấm lên này. Bây giờ mà em muốn vệ sinh được cái loa này thì em phải dùng bỏ hàn dỡ cái này ra, rút cái bát này ra, được chưa? Thì là bỏ hẳn bát tép ra, nó rời hẳn ra, nó không vướng nữa. Hoặc không ý, thì là dứt cái bông tiêu âm này ra này. Đây, ví dụ như này này, ví dụ như dứt cái bông tiêu âm này ra này, tháo phân tần ra này, xong đấy lại lật cái miếng bông tiêu âm này lên, tháo nốt cái phần hậu gỗ đây nữa, à, hậu sắt đây nữa, hậu gỗ thì là sẽ vệ sinh được. Đấy. Nhưng mà thôi, đây là tùy thôi. Em vệ sinh thì em chỉ vệ sinh qua thôi. Cái màng nó bát thì em cũng kệ đây thôi, em không dám tháo ra. À, được chưa? Đây nha. Phân tần thì tất cả như nhau, là các bác nhìn đây là biết này. Đấy, nhìn thấy là biết. Chứ còn rứt bông ra thì các bác lại bảo là bông đang yên đang lành ông rứt ra làm cái gì? Đúng không? Đây. Nhìn này là biết này. Đấy. Còn chiếc này nữa. Đây, chiếc này thì hôm trước em rứt rồi. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Đúng kiểu nhá. Đây cái này nữa. Quay lại cho các bác yên tâm, không là các bác lại bảo em bán hàng thần điêu đấy được. Đó. Được chưa? Đấy. Nhiều cái thì phân tần nó hơi bụi bẩn tí. Còn đây em sẽ lần ngửa lại cái màng nó bát cho các bác xem nha. Bát này nguyên zin. Bởi vì nếu mà hàng về đã sửa chữa thì kiểu gì thì kiểu nó cũng phải hàn vào cái rắc kia xong nó rút nó ra. Đấy. Đấy. Đấy nha. Thì đây là cái keo zin của nhà máy này. Người ta gắn cái keo gì mà sờ nó hơi dính, kiểu như keo dưỡng gân ấy. Sờ đây em thấy nó vẫn còn hơi dính vào tay này. Đấy. Gân 3 vân. Gân của nó là 4 gân không phải 3 gân. Gân của nó còn hơi dính tí. Các bác nào thích thì em sẽ dưỡng lại cái màng gân này thôi. Đó. Đấy nha. Bát này nguyên zin này, gân chưa thay. Tất cả nguyên zin hết. Đấy, còn nhiều con rất là đẹp này. Keo nó kiểu là kiểu như là keo dưỡng gân ấy, nên là sờ cái bụi bẩn nó vào đây nó đấy, kiểu thế. Củ loa của Anh Quốc nhá. Đấy. Bát 2 năm. Bát từ thường nhưng tép neo. Nên là cái tiếng tép của nó nên thì cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Tiếng xì của nó sạch lắm. Cái này vệ sinh họng kèn thì tí nữa em sẽ dùng cà lê em tháo con ốc này ra, xong là sẽ vệ sinh riêng. Nhưng mà tháo cái ốc này với cái này, hai cái này rời nhau nhá. Họng kèn này với cục tép này nó rời ra, chứ không liên quan đến nhau đâu. Còn các bác nào mà thích kiểm định xem là côn của nó nhào thì em sẽ tháo nốt côn ra. Đấy. Thích đôi như nào, model gì, chụp lại model thì lại mất công tháo ra lần nữa. Chứ bây giờ em tháo ra thì nhiều các bác nào bảo ông đang nhiên đằng này ông tháo ra làm gì, đúng không? Còn nguyên zin nó là nguyên zin tép neo, từ lực của nó rất là mạnh nha. Em sẽ lấy luôn một cái thanh lực giác thôi. Đây nha. Đúng không? Ui dồi, tí nhấc được cả củ loa lên. Kinh nhỉ. Đấy, thấy chưa? Nó riêng mép rồi nha. Chứ không phải nhồi vào giữa này đâu, nhồi giữa nó hút còn kinh nữa. Đấy, thấy chưa? Có một thanh lục giác thôi mà nó đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Nên là các bác mua hàng thì cứ yên tâm hoàn toàn tuyệt đối nhá. Bên em nói thật lắm. Mua thật bán thật có sao nói vậy. Mất lòng trước thì được cái lòng sau. Chứ không thần điêu đại hiệp như một số cửa hàng khác đang bán trên thị trường. Cái này thì nói thật các bác là về em nói luôn này, về là không cần logo. Bởi vì hàng này các bác nhìn cái logo của nó chán không? VVE AVEE Audio. Cái tên của hãng đọc nó hơi bị nhầm nhiều ấy. Đấy, về logo này nó giống cái kiểu logo Bắc Tin, nên là anh em sẽ cậy hết logo ra, dán Bắc Tin vào. Nên nói chung là các bác mà thích thì em cũng dán nốt Bắc Tin vào thôi. Chứ có sao để em nói vậy. Củ bát, củ tép là nhập từ Anh Quốc. Còn phân tần thì em không biết, chắc nó cũng nhập Anh Quốc thôi. Bởi nhìn cái điện trở của nó rất là nạ. Đấy, mạch của nó rất là nạ luôn. Còn cái thùng thì sản xuất tại hàng xóm của Việt Nam, đó là thùng Trung Quốc nha. Và đôi này là bán tại Trung Quốc, nội địa Trung Quốc. Sau đó là về qua cái đường hàng bãi. Và gỗ của trong cái thùng này, đó là gỗ
dán gỗ chống nước, nên là các bác dùng cứ yên tâm tuyệt đối luôn, không việc gì phải sợ đâu. Chất gỗ của nó rất là xịn. Đấy. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé, 5,8 triệu một đôi. Tặng cho các bác một đôi dây loa dài 6m hai bên, bao ship cho các bác, được chưa? Chi phí vận chuyển là 300-400 nghìn rồi, quà tặng hơn 100 nghìn nữa là vào gần 500 nghìn tiền quà tặng, lẫn cả tiền ship. Đấy, thì các bác trừ đi 500 nghìn, thành ra này em bán có 5,3 triệu ta, giá tại cửa hàng ở đâu 5,4 triệu. Đấy, ở cửa hàng em bán vẫn tặng cho các bác dây loa bình thường. Đấy, quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ mà chả nó chỗ nào có. Bên em bán hàng thật lắm, nên là các bác dùng là cứ yên tâm nhé, hàng chất lượng rất là cao luôn, tiếng của nó thì hay tuyệt vời luôn. Thì bây giờ không vệ sinh không linh tinh nữa, bây giờ em sẽ tháo họng kèn ra và em vệ sinh qua nhá. Còn các bác nào, anh em thợ nào muốn lấy nô nhá, ôm số lượng nhá, gọi trực tiếp cho bên em có giá tốt nhất cho các bác anh em thợ, nhưng giá trên là đã bao gồm cái vệ sinh, còn chưa vệ sinh thì còn rẻ hơn nữa rất nhiều. Bây giờ em đang đánh rất nhiều hàng về. Đấy, không chơi hàng bãi thôi, chơi nó phải số lượng tí nhỉ. Nhưng mà số lượng thì thôi khoe sau thôi, chứ đầu xuân nào mới chưa gì khoe số lượng. Các bác lại bảo em lại thể hiện thế này thế kia cũng khó lắm. Thì bây giờ không linh tinh linh thuyên nữa, em sẽ tháo họng kèn ra vệ sinh tất tần tật, và sau đó khi vệ sinh xong thì em sẽ test thử chất lượng âm thanh lên mà các bác cùng xem trong video clip lần sau nhé. Chứ một video nó dài quá, tận 20 phút như hôm trước thì các bác mắng em chết đúng không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nha.